những nội dung chính có trong bản tin. Hơn 20.000 người thoát cảnh cô lập sau 3 ngày lở núi. Chiều cường cao kỷ lục, trường học Cần Thơ linh hoạt hình thức dạy học. Vĩnh Long thiệt hại hơn 2 tỷ đồng do ảnh hưởng chiều cường. Nhiều tuyến đường ở Quảng Nam vẫn bị chia cắt vì ngập nước sạt lở. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sau đây là nội dung chi tiết. Hơn 20.000 người thoát cảnh cô lập sau 3 ngày lở núi. Sáng nay, các phương tiện cơ giới đã giải phóng hàng nghìn khối đất, đá và cây cối ngã đổ, tạm thời khai thông tuyến tỉnh lộ 622B sau 3 ngày núi lở gây tắc nghẽn giao thông. Ông Trần Văn Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi cho biết, điểm sạt lở núi cơ bản được giải tỏa, hơn 20.000 người dân ở 6 xã Hương Trà, Trà Tây, Trà Phong, Trà Sinh, Trà Thanh, Sơn Trà thoát cảnh cô lập hoàn toàn. Theo ông Sương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một chiếc xe máy bị hất văng nằm dưới suối, cách nhà máy thủy điện Cà Tinh về phía đông khoảng 200m. Sáng nay, chúng tôi đã đề nghị công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ thêm một số máy bơm công suất lớn để hút nước khu vực bên trong nhà máy thủy điện, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích Nguyễn Văn Nam, ông Sương nói. Chiều ngày 12 tháng 10, công an tỉnh đã huy động đội cảnh khuyển tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ núi lở. Cùng ngày, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng nổ mìn phá đá để mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Nguyễn Văn Nam, công nhân nhà máy thủy điện Cà Tinh. Đơn vị này đã điều động phương tiện, thiết bị cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích và tham gia giải tỏa điểm sạt lở núi. Trước đó, chiều ngày 10 tháng 10, núi liên tục sạt lở khiến anh Nam, nhân viên trực phòng chống thiên tai cho nhà máy thủy điện Cà Tinh mất tích. 5 người khác cùng tổ trực ở trụ sở, cách điểm núi lở 100m nên may mắn thoát nạn. Chiều cường cao kỷ lục, trường học Cần Thơ linh hoạt hình thức dạy học. Sáng ngày 13 tháng 10, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ có công văn về tiếp tục chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt chiều cường trong tháng 9 âm lịch. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, chiều cường vẫn còn diễn biến phức tạp cao hơn mức báo động 3, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều. Do đó, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ cho phép các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp, trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tại nhà hoặc dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, giáo viên. Trước đó, để chủ động ứng phó với chiều cường, ngày 10 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ chỉ đạo các trường cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, tự học tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên từ ngày 11 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 10. Theo đại diện Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, chiều cường ở thành phố đã lập đỉnh lịch sử mới. Mực nước đo được trên sông Hậu lúc 19 giờ ngày 12 tháng 10 là 2,27 m, vượt báo động 3 là 0,27 m. Trước đó, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 7 giờ ngày 12 tháng 10 ở mức 2,2 m, vượt mức báo động 3 là 0,2 m, thấp hơn ngày 11 tháng 10 2,23 m và ngày 10 tháng 10 2,21 m. Đỉnh chiều cường xuất hiện buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 19 giờ đến 20 giờ. Trong những ngày tới, chiều cường bắt đầu xuống nhưng vẫn ở mức cao. Vĩnh Long thiệt hại hơn 2 tỷ đồng do ảnh hưởng chiều cường. Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, chiều cường rằm tháng 9 âm lịch lên rất cao và vượt mức lịch sử năm 2019 đã ảnh hưởng các công trình thủy lợi, nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, chiều cường đã làm ngập 529 căn nhà, 2 chợ và 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, hơn 20 km đường giao thông thuộc tuyến trung ương và tuyến tỉnh bị ngập tràn. Có 35 tuyến đê bao với tổng chiều dài là 33,76 km bị ngập và 25 đoạn đê bao bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 625 m. Chiều cường còn làm thiệt hại ở 3 huyện của tỉnh Vĩnh Long cụ thể. Diện tích lúa thu đông bị ngập 250 ha, diện tích rau, màu bị ngập 93,2 ha, diện tích vườn cây ăn trái bị ngập 148,4 ha. Chiều cường dâng cao còn làm ngập tràn một ao nuôi ba ba và 68 ao nuôi cá của người dân, ước tính hơn 500 triệu đồng. Ước tính thiệt hại về lúa, hoa màu và thủy sản hơn 2 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức phòng chống triều cường, phân công cán bộ bám địa bàn xung yếu để hỗ trợ khắc phục, huy động lực lượng, vật tư tại chỗ, tu sửa kịp thời các công trình bị hư hỏng. Các công trình hư hỏng lớn như cống, đập, các tuyến ven sông lớn chủ yếu sử dụng cơ giới, phần còn lại huy động nhân dân thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, đối với ngập đường đan, bờ bao, địa phương cũng khẩn trương tu sửa kịp thời, bảo đảm lưu thông. Đối các đường đan bị tràn, chủ yếu sử dụng bao tải đất tấn mé chống tràn cơ bản, song những đoạn thấp chưa thể tôn cao cốt nền. Nhiều tuyến đường ở Quảng Nam vẫn bị chia cắt vì ngập nước sạt lở. Mới đây, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, mặc dù mưa đã tạnh nhưng một số tuyến tỉnh lộ, đường huyện, liên xã vẫn còn bị ngập nước, sạt lở, tuyến đường thủy nội địa chưa thể hoạt động trở lại. Cụ thể, trên tuyến DT615, đoạn km 7-900, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, ngập nước sâu từ 0,5 đến 0,7m, các phương tiện xe máy chưa thể lưu thông. Các tuyến đường DT611B, 612, 613B qua huyện Núi Thanh, Quế Sơn, Thăng Bình vẫn còn tắc đường do ngập nước. Tuyến DT617 đoạn km 14-950 ngầm sông ngang, xã Tam Trà, huyện Núi Thanh bị sói lở, phương tiện đi lại khó khăn. Tuyến DH5 tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn tiếp tục bị sạt lở nặng hơn 1 km, giao thông bị ách tắc không thể đi lại được. Các tuyến đường tỉnh lộ còn lại hiện nay các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Tình hình giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa hoạt động bình thường, riêng các tuyến Hội An, Cù Lao Chàm, tuyến ven bờ phía tây đảo Cù Lao Chàm, tuyến biến quanh xã đảo Tam Hải vẫn ngừng hoạt động. Lúc 6 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, mực nước trên các sông hầu hết đã xuống dưới mức báo động 1. Riêng sông Vu Gia tại trạm quản lý đường thủy nội địa Vu Gia, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, mực nước là 6,8m trên mức báo động 1, 0,3m. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đã huy động lực lượng có mặt tại các điểm xung yếu để điều tiết giao thông, bố trí báo hiệu, hướng dẫn người dân đi theo các tuyến đường huyện, xã. Những nơi sạt lở, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đã yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục, điều tiết giao thông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 13 tháng 10, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 130 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 10, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên. Từ 48 đến 72 giờ tới, dự báo bão di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng suy yếu dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên có gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển, mưa lớn trên đất liền. Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, cần đề phòng nước dâng cao 0,2 đến 0,4 mét, kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.